Các thiên thần bản mệnh. Đức tin cho chúng ta biết rằng có những thiên thần gìn giữ chúng ta, cụ ước cũng như tân ước, đầy những chứng cớ làm chứng cho chân lý này, khiến thánh Geronimo đã phải thốt lên: phẩm giá các linh hồn cao quý dường nào, vì mỗi linh hồn đều được Thiên Chúa trao cho một thiên thần để săn sóc. Thánh Thomas nói: có các thiên thần hộ thủ cho các vương quốc, các dân tộc, các thành thị, các cộng đoàn tu sĩ và cho mỗi người tín hữu. Chúa Giêsu hẳn đã giải thích điều đó khi Người nói về các trẻ nhỏ: thiên thần của chúng hằng chiêm ngắm nhan Cha ta đứng ngự trên trời. Thánh Geronimo thành Nisa nói: Chúa biết các tâm của các thần dữ đang tìm cách ngăn trở, không cho một ai vào chỗ của chúng đã mất trên trời, nên Người ban cho mọi người chúng ta một thiên thần bản mệnh để chống lại các nỗ lực của kẻ thù phần rỗi chúng ta. Các thiên thần bản mệnh dẫn dắt chúng ta trên đường phần rỗi mọi nơi mọi lúc, đêm cũng như ngày, khi đi đường cũng như khi ở nhà. Các ngài không rời bỏ chúng ta, cả khi chúng ta phạm tội làm các ngài phải run sợ, hay khi chúng ta chống lại những điều các ngài hướng dẫn. Các ngài có sứ mệnh lo lắng cho lợi ích của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, các ngài chuyển lời lên Thiên Chúa và kéo ơn Chúa xuống. Các ngài săn sóc chúng ta trong mọi hoàn cảnh, như người mẹ thương con, như người dẫn đường, như bác sĩ chăm sóc bệnh nhân, như mục tử dẫn dắt đoàn chiên. Các ngài là bạn thiết của tâm hồn. Hãy nhớ lại Aga trong sa mạc, Lót ở Sodoma, Isaac trên núi Moria, các trẻ em trong lò lửa ở Babylon, Daniel trong hang sư tử và thánh Phêrô ở trong tù. Chúng ta lại chẳng kinh nghiệm thấy như vậy trong cuộc sống thường ngày sao? Những tia sáng làm cho đức tin sống động, những tác động bất chợt đưa chúng ta đến sự thánh thiện, những giây phút tâm hồn muốn hiến trọn cho Chúa, nhận biết bao ơn phúc của các thiên thần, chúng ta phải tỏ lòng cung kính vâng phục các ngài. Chính để nhắc nhở bổn phận này mà giáo hội dành ngày 2 tháng 10 mỗi năm để đặc biệt kính nhớ các thiên thần bản mệnh. Chích Theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.